Chúng tôi đã thăm nuôi xong. Rất là cảm ơn chị đã hỗ trợ cho chúng tôi. Nếu phạm nhân có nỗi oan ức á, thì chúng tôi càng phải giúp đỡ cho họ chứ. Nhưng sẵn đây á, thì tôi cũng thông báo với cô chuyện này. Tôi chắc là cô sẽ không vui khi nghe đâu. Chuyện gì vậy chị? Nguyệt sắp phải ra tòa để nhận bản án về tội của mình. Nên đây là lần duy nhất Nguyệt được thăm nuôi. Cho nên tôi nghĩ á, nếu mà cô muốn điều tra vụ này á, cô nên tiến hành càng sớm càng tốt. Tại sao lại như vậy? Tôi cũng lấy làm tiếc. Nhưng dù cô có đưa bất cứ giấy tờ gì á, thì cũng vô ích thôi. Đây là chỉ thị của cấp trên đưa xuống. Chúng tôi buộc phải thực hiện. Tôi hiểu rồi. Cảm ơn chị. Dạ anh chị dùng gì vậy? Cho một ly cam giác mật ong và một ly cà phê đá. Dạ. Anh trở thành luật sư riêng của em hồi nào mà đại diện gọi nước cho em luôn vậy? Ủa, không phải là em thích cam giác mật ong sao? Chuyện em thường uống không có nghĩa là em thích uống cam tươi mật ong. Anh á, chủ quan đưa ra kết quả rồi đó nha. Lúc anh gọi cam giác mật ong á, em không phản đối gì hết, chứng tỏ em đồng quan điểm với anh. Điều này cho thấy á, em không hề chủ quan. Em chịu thua anh luôn rồi đó. Sao lại chịu thua? Anh là luật sư đại diện cho em, phải đứng ra giải quyết mọi công việc cho em là đương nhiên thôi. Dạ em mời anh chị. Cảm ơn em. Giờ sao? Cần đổi không? Em thích uống cam tươi mật ong á, được chưa? Vậy thì được, thưa thân chủ. Xin mời. Khánh Hòa nè. Từ bây giờ cho đến khi xử lại vụ án, chúng ta chỉ được gặp Nguyệt một lần thôi. Vậy chắc chắn phải có chuyện gì thì nữ quản giáo mới nói như vậy. Anh nghĩ chắc đây là hệ quả của việc ba anh bị mất chức. Vậy bây giờ mình phải làm sao hả anh? Không sao đâu, em đừng có lo. Anh có cách rồi. À, hồi nãy Thanh có nói với em là đi đâu không? Từ lúc thăm Nguyệt tới giờ, Thanh có vẻ buồn buồn rồi nói với em là muốn tham quan Vũng Tàu một mình. Hay là để em gọi cho Thanh nha. Thôi em, không cần đâu. Cứ để cho Thanh một mình suy nghĩ đi. Với lại anh cũng cần có một không gian riêng nữa mà. Công tư phân minh nè nha. Anh á, đừng có đem việc cá nhân vào công việc chứ. Trời đất, đi uống nước cũng là việc công nữa hả? Anh chịu thua em luôn á. Ngoài kia là con sóng bạc đầu đang dỗ vào bờ đá, như lòng em bây giờ đang rối bời. Cuộc sống đã xô em vào cạm bẫy mà em không còn lối thoát nào cho riêng mình nữa. Đời của em chẳng khác gì một con thuyền không bến, không biết rồi em sẽ về đâu nữa. Chị Nguyệt ơi, xin chị hãy rộng lòng tha thứ cho em. Như ngoài kia biển rộng bao la, em tin một ngày bao nhiêu chất chứa trong lòng, công lý sẽ giải oan ức cho chị, cho những gì mà chính cuộc đời xô đẩy chị em mình đã gặp nhau.
Alo, ai vậy? Alo, chị Lanh hả? Em Long đây. Ai vậy, cậu hả? Mẹ em đâu rồi? Dạ. Ở nhà có chuyện gì vậy? Dạ, bà không cho tôi nói với cậu. Nhưng mà tôi thấy bà tội nghiệp đó cậu ơi. Bà chạy tới chạy luôn, bà chạy chạy. Giờ tôi nói cho cậu biết nè, giờ cậu về đi. Bà chỉ là ông tội nghiệp của cậu rồi. Được rồi, để nhìn đi. Vô đi. Ủa, anh Long, có chuyện gì mà anh soạn đồ vậy? Ba nằm bệnh viện rồi, anh phải về nhà gấp. Hả? Bác Trà bị sao hả anh? Anh không biết nữa. Nhưng giờ này trễ lắm rồi, sao mình bắt được xe hả anh? Mình đi taxi về. Anh, hay là để em và Thanh đi về chung với anh luôn nha. Tại vì ở đây cũng không còn chuyện gì hết. Với lại em lo cho bác trai với bác gái quá à. Thôi cũng được, vậy ba chúng ta cũng về. Về soạn đồ nhanh Thanh ơi. Cậu, cậu, tôi bên đây nè. Em gửi tiền, cảm ơn anh. Trời ơi, cậu về tôi mừng quá trời. Tôi trông cậu như trong nước uống vậy đó. Mẹ em đâu rồi? Bà ở trong bệnh viện lo cho ông rồi. Hả? Bà kỳ quá. Tôi kêu bà nghỉ ngày đi, tôi chạy vô tôi phụ bà lo cho ông. Bà không chịu, bà nhất định một hai là phải kêu tôi bán. Ủa, sao điện thoại của mẹ em gọi không được? Đúng rồi, bà đâu có đem điện thoại đâu nghe. Quên nữa, đây là số phòng của ông nè, còn có vỏ đồ nữa. Vậy bây giờ thôi, cậu ở đây cậu coi chừng đi. Tôi chạy ra chợ tôi mua mớ đồ rồi tôi xách tôi đem cho bà luôn nha. Mà coi chừng thôi nha, chứ đừng có bán. Bán không biết rồi bán lỗ chết á. Thôi được rồi, chị ở nhà buôn bán đi. Để em vô cất đồ rồi lấy xe đi luôn. Ừ. Bác sĩ, bác sĩ cho hỏi thăm khoa nội nằm ở đâu bác sĩ? Cậu đi hết lối này, quẹo trái, quẹo phải. Cảm ơn bác sĩ. Em, tình hình bác sao rồi anh? Bác đang nằm ở đâu? Vô trong đi nói chuyện. Dạ. Bên kia. Con, sao con biến ở đây mà tìm vậy? Mẹ, mẹ nói ba bị thương nhẹ thôi, sao trường máu nghiêm trọng vậy? Mẹ xin lỗi vì mẹ giấu con, nhưng mẹ nghĩ một mình mẹ lo là được rồi, mẹ sợ con phải lo lắng. Mẹ đừng khóc nữa, có con về đây á, mẹ không phải lo lắng một mình đâu. Mà ba bị sao vậy? Đi ra ngoài đi con. Đi con. Mẹ, ba bị sao vậy mẹ? Mẹ nói con biết đi, ba bị sao vậy? Mẹ, ba con bị ung thư máu. Mẹ nói sao? Ba bị gì? Đây là bệnh án của ba con đây nè.
chức của mình mà bắt mọi người dọn dẹp, thu dọn phòng ốc của mình như vậy thật là không đúng. Dạ đâu có gì đâu anh. Anh đến thì tụi em dọn phòng là điều đương nhiên thôi. Tụi em mới không đúng. Đáng lý tụi em phải dọn dẹp sớm hơn. Nhưng anh thông cảm, em phải thu xếp nhiều thứ của ông Hoàng và phải làm tăng ca liên tục cả tuần mới thu xếp hết được cái đống lộn xộn đó anh. Mấy ông cũng lạ. Ăn lương tháng thì phải làm công đúng 30 ngày. Thay vì than vãn, các ông chịu khó tập trung công việc còn đỡ hơn không? Tôi không biết trước đây các cậu làm việc như thế nào, nhưng đối với tôi, công tư phân minh đâu ra đó. Có công thì được hưởng, còn nếu không sẽ bị phạt. Dạ, em biết rồi anh. Chính bản tính công tư của anh á mà mọi người trong nghề mới quý anh đó. Tụi em được làm với anh á là điều vinh hạnh lắm. Việc tăng ca cả tuần của các cậu tôi sẽ ghi nhận. Và tôi sẽ đề xuất trả thêm công ngoài giờ cho các cậu. Dạ, nếu được vậy thì còn gì bằng nữa. Phải chi ông Hoàng á mà bằng được 1/4 của anh á thì số của tụi em cũng đỡ khổ rồi. Các cậu tăng bốc tôi rồi đó. Ông Hoàng chỉ biết bốc lọc sức của tụi em thôi. Trong khi tụi em làm vất vả thì ông chỉ chơi bời khắp nơi. Đúng là vết đen của ngành mà. Nếu biết ông Hoàng á là vết đen của ngành á thì ngay từ đầu hai ông không tố cáo ông đi cho đỡ hơn. Nếu anh Hoàng là vết đen của ngành á thì hai ông là nỗi nhục của ngành á. Trước kia thì chạy theo xu nịnh anh Hoàng bằng mọi giá, còn giờ thì lại quay lưng nói xấu người khác, nịnh bợ người mới. Hai ông nhìn sao khó coi quá. Nhiệm vụ của chúng tôi tới đây không phải là để dọn phòng. Với lại tôi rất còn nhiều việc phải làm. Tôi xin phép ông tôi đi trước ạ. Cha nội này, ăn nói không biết trước biết sau gì hết. Không sao, cậu ấy nói đúng rồi đó. Hai cậu cũng về làm việc của mình đi, còn việc dọn phòng cứ để tôi lo được rồi. Vậy sao được anh? Các cậu không phải nhận lương để làm những việc tay chân này đâu. Về làm việc đi. Vậy thì tụi em xin phép. Ừ. Dạ, dạ tụi em xin phép ạ. Thưa chú, đây là toàn bộ danh sách nhân viên mà chú cần. Thôi được rồi, cô cứ để đó. Dạ, chú có cần gì thêm không ạ? À, thôi được rồi, cô về làm việc đi. Dạ. Bác trai bị ung thư vào giai đoạn cuối rồi, nên việc điều trị rất là khó khăn. Vậy khả năng thành công là bao nhiêu vậy? Giữa bạn bè thân thiết với nhau, mình không muốn giấu gì cậu hết. Dựa theo bệnh án này thì khả năng hồi phục chỉ 10% thôi. Nhưng mà không phải không có cách để chữa trị. Thật không? Thật. Nếu vậy á, mình chuyển viện ba mình qua bệnh viện của cậu làm có được không? Chuyển viện bây giờ không phải là cách giải quyết vấn đề. Điều quan trọng nhất bây giờ là cậu và mẹ cậu phải tiến hành kiểm tra tủy để xem có phù hợp với tủy của bác trai không. Có nghĩa là ba mình phải ghép tủy hả? Đó là phương pháp duy nhất hiện giờ để cứu chữa cho ba cậu. Nhưng mà đó là một cách rất tốn nhiều chi phí và thời gian. Nhưng đáng lo nhất, nó chỉ duy trì sự sống cho ba cậu thôi, chứ không thể duy trì được hoàn toàn. Bởi vì bệnh của ba cậu đã đến giai đoạn cuối rồi. Nếu như ba mình ghép tủy thành công á thì ba mình sống được bao lâu nữa? Tùy vào thể trạng của người bệnh, tốt hay xấu mà có thể kéo dài được 1 năm, 1 tháng, thậm chí là chỉ 1 tuần thôi. Anh à, hơn lúc nào hết, lúc này anh phải bình tĩnh và mạnh mẽ lên để con làm chỗ dựa cho ba và mẹ của anh nữa. Tinh thần và ý chí của người thân á góp phần rất lớn cho việc thành công của việc điều trị ung thư đó anh. Anh biết rồi. Cảm ơn cậu.
Chị làm hầm giò heo thập cẩm cho mẹ tẩm bổ nè. Mẹ ráng ăn chút đi mẹ. Mẹ không ăn đâu. Cả ngày hôm qua mẹ không ăn gì. Cứ tiếp tục như vậy hoài không được đâu mẹ. Dạ đúng rồi đó bác. Bác ăn một miếng đi, để còn có sức khỏe mà chăm sóc cho bác trai nữa bác. Ăn đi mẹ. Dẫu biết rằng ba con đã có lỗi với mẹ, nhưng mẹ không thể nào chịu đựng nổi khi nhìn thấy ổng nằm bất động chờ chết từng ngày. Mẹ, con mới nói chuyện với người bạn học lúc học phổ thông á, bây giờ anh ta làm ở bệnh viện huyết học quốc tế, có tiếng đó mẹ. Bạn con nói sao? Bệnh ba con có thể chữa khỏi không? Dạ, với hiện trạng bệnh của bác trai bây giờ á, thì ghép tủy rồi cái tế bào gốc cho người của bác trai đó bác. Ở đây bác sĩ người ta cũng nói như vậy đó. Họ còn nói là khả năng hồi phục rất thấp. Còn nước còn táp mà bác. Không còn một chút hy vọng nào rồi. Dạ, tụi con đã bàn với bác sĩ và hẹn ngày lấy tủy luôn rồi, cho nên là bác đừng có tuyệt vọng. Bây giờ bác phải mạnh mẽ lên thì bác trai mới mau chóng khỏe lại được bác à. Mẹ, có điều gì á mẹ cứ chia sẻ với con, đừng có chịu đựng một mình nữa. Mẹ à, con là con trai của mẹ mà. Con là món quà vô giá mà ông trời đã ban tặng cho mẹ. Nếu vậy mẹ thương con thì mẹ ăn hết cái này đi cho mau khỏe. Ba đã bệnh vậy rồi, mà nếu mẹ có bị gì nữa con không biết phải làm sao. Cuộc đời này mà nếu có tự giá như thì chắc khác hơn. Không, chị nghĩ cuộc đời công bằng lắm em. Nó lấy đi của mình cái này thì sẽ trả lại cho mình cái khác, không cần gì phải lo lắng đâu em. Lúc mà em hoảng loạn tinh thần, em cũng không có biết là mình đang làm cái gì nữa. Đến khi mọi chuyện xong rồi em mới thấy kinh hoàng. Chị thích em ở chỗ đó. Chị chờ đợi cơ hội này đã lâu rồi. Khi có cơ hội là chị ra tay liền. Cái cảm giác mà đâm thấu vào ngực tụi nó đến bây giờ vẫn còn trong chị. Việc ngoại tình của chồng chị đâu có đáng để trả giá bằng mạng sống của hai anh em họ. Chuyện con cái là của trời cho. Tụi nó không thể lấy cái lý do đó mà đánh đập, lăng mạ, sỉ nhục chị. Nếu là thằng chồng chị đánh đập thôi thì không nói. Đằng này cả nhà nó tự có quyền đánh đập chị, chửi mắng chị. Cuộc đời mà, là bi ai mà, đúng không chị? Chị không nghĩ như vậy. Cha mẹ mình khi sinh ra đều hy vọng con cái mình có tương lai thật là tươi sáng, ít nhất thì cũng được hạnh phúc với chồng với con. Khi mình sinh ra thì mình cũng đã mang nợ với ba mẹ mình rồi. Đến giờ phút này chị có ân hận nhất điều gì không? Bây giờ thì chị chỉ còn nghĩ về bà già thôi. Dù sao á thì cũng có mấy ông anh ngoài đó lo lắng thương yêu bà già chị, nên chị đỡ phần nào rây rứt. Khi tuyên án chị có bị sốc không? Không, bình thản, không kháng cáo. Gần 40 tuổi đầu rồi mà chị chưa từng có cảm giác thức đêm để pha sữa cho con, chưa từng ôm ấp một đứa nhỏ, chưa được nghe tiếng gọi mẹ. Nếu có sự hiện diện của mấy đứa nhỏ mà nó biết được tụi nó sẽ nghĩ gì khi mẹ nó thì giết cha và chú nó, thì chúng nó sẽ nghĩ như thế nào? Chị bình tĩnh thiệt đó. Em cứ nghĩ khi mà đối diện với cái chết sẽ hoảng loạn lắm đúng không? Lúc này thì vậy. Biết đâu khi đối diện với họng súng thì bị điên lên thì sao? Ước gì em mạnh mẽ được như chị. Có khác gì nhau đâu, cũng là giết người mà. Lúc đó em hoảng loạn lắm.
Em đâm liên tục vào người của hắn, mà em cũng không biết là mình đang làm cái gì nữa. Em bị bấn loạn hả? Em không nhớ cảm giác lúc đó. Em chỉ biết lúc đó thì máu chảy lên láng, đến khi em nghe tiếng mẹ em hét to lên, lúc đó em mới choàng tỉnh lại. Em không giống chị về tinh thần thế. Mẹ em chỉ có mình em mà. Cuộc đời của mẹ em đã quá khổ. Em đang sợ chết hả? Em không sợ chết, mà em không thể buông xuôi được. Mẹ em không còn ai trên đời này ngoài em. Em có lý tưởng, có ràng buộc với cuộc sống, nhưng chị thấy em thường xuyên được ra ngoài thăm người nhà mà. Đó đâu phải là người nhà của em đâu, đó là hai luật sư muốn bào chữa cho em. Họ đã vô tình có mặt trong buổi xét xử đầu tiên của em. Họ linh cảm thấy điều gì đó nên họ muốn bào chữa miễn phí cho em. Vậy là tốt quá rồi. Vậy là trên đời này không phải hết người tốt phải không em? Em cũng ngạc nhiên lắm. Bây giờ thì khá hơn rồi. Vậy thì thời gian kháng án còn bao nhiêu lâu nữa em? Em không có khái niệm về thời gian. Họ nói với em là còn khoảng 10 ngày nữa là kết thúc thời hạn kháng án. Vậy là nhanh quá rồi. Vậy còn chị? Còn chị thì sao? Xong hết rồi. Chỉ chờ ngày ăn thịt gà, ăn phở, uống nước ngọt rồi lên đường. Còn gia đình chị thì sao? Họ quá hiểu chị. Bây giờ chị rất yên tâm về bà già chị. Bà già sẽ không còn đau khổ vì chị nữa. Buồn thật, những tử tù thường thức đêm để tìm lại mình. Ba nói rồi đó, con là con gái, làm gì á thì cũng phải nghĩ đến ba đến mẹ. Con gái trong nhà như bom nổ chậm vậy. Ba không muốn người ta dị nghị là nhà mình nuôi bà cô. Ba, sao ba không tin tưởng con gái của ba vậy hết vậy? Đường đường là một luật sư tiềm năng đó nha ba. Tài năng nó ba đâu có thấy, mà ba chỉ thấy xém chút xíu nữa là nhà tan nát cũng vì con. Con thấy tại cả nhà cứ làm ầm lên chứ con có làm gì đâu. Với lại ba mẹ có biết không, con gái của ba mẹ hả, có nhiều người trồng cây si lắm đó nha. Chẳng qua là con chưa muốn thôi. Thôi đi cô, khổ lắm rồi. Chị hai nè, em thấy chị hai nó đúng á. Nhã Khanh giỏi quá à. Ba mẹ thấy chưa, chỉ có Nhã Khanh á là mới hiểu con thôi à. Mẹ, mấy hôm nay á Nhã Khanh tập vật lý trị liệu sao rồi mẹ? Chưa có tiến triển gì hết á. Bởi vì khẩu miệng của em á, nó có vấn đề, cho nên việc phát âm á, nó gặp khó khăn lắm con à. Con gái á, là của trời cho. Ông trời cho sao nhận vậy? Hai đứa con trai cũng được, mà hai đứa con gái cũng được. Miễn là khỏe mạnh, ngoan ngoãn là được rồi. Đó, đó chính miệng ba con nói đó nghe. Ba ăn đi ba. Ừ, cảm ơn con. Mẹ ăn đi mẹ. À, mà Khánh Hòa nè. Dạ. Vụ án đi tới đâu rồi? Và một tuần nữa sẽ diễn ra phiên phúc thẩm. Mục tiêu của con với anh Hoàng Long á là muốn giảm án cho bị cáo, từ tử hình xuống còn 5 tới 10 năm á. Sao đặt mục tiêu cao vậy? Từ tử hình xuống chung thân là hay lắm rồi con. Dạ, vì vụ án có nhiều tình tiết bị giấu nhẹm đi nên là tụi con muốn làm sáng tỏ. Biết là công việc của các con là cố gắng bào chữa cho thân chủ của mình, nhưng mà các con á, làm gì thì làm cũng phải nghĩ đến cái tình cái lý, đừng có ép người quá đáng. Con biết phải làm gì mà ba. Thật ra ngay từ khi tụi con tham gia phiên sơ thẩm thì tụi con đã có cảm giác không ổn về vụ án này rồi, nhất là bị cáo. Cho đến khi quyết định bào chữa cho cô ta thì tụi con mới nhận ra rằng là phải quyết tâm lấy lại công lý. Nhưng mà gì thì gì,
con cũng phải thận trọng đó nghe không? Dạ. Về đến nhà thì bỏ cái bát luật sư ở ngoài cổng đi. Về đây đừng có ảnh hưởng đến nghề nghiệp mà loạn hết cả nhà. Ba, bà cứ chọc con hoài à. Thôi cả nhà ăn cơm đi nè. Dạ. Ăn cơm đi. Nè con. Dạ con cảm ơn mẹ. Ba ơi. Trời ơi. Ông à, nằm xuống đi, nằm xuống đi. Đói bụng không? Ăn chút cháo rồi uống miếng sữa nghe. Tại sao tôi lại ở đây? Ông bị té đập đầu chảy máu nên tôi đưa ông vô đây. Nghỉ ngơi vài ngày rồi bác sĩ cho ông về ha. Vậy thì đi về đi. Không có được đâu. Bác sĩ nói là ông phải ở lại nè, để mà lọc máu rồi vô huyết tương rồi mới về. Ba bị bệnh hả? Nghĩ sao mà tôi phải lọc máu và truyền huyết tương? Đầu óc của bà có vấn đề hả? Ông à, lấy đồ cho tôi thay mau đi. Ông à, ông à, ông à, ông à. Nay buôn bán sao à cậu? Chị coi nè, cũng không tệ đâu nha. Bà nấu ăn ngon thế ớn luôn, bán không đắt nữa là thôi á. Em thấy chị lành nêm cũng ngon quá trời mà. Trời ơi, mười mấy năm tôi ở với bà, tôi nấu ăn không được, tôi làm gì ăn cậu? Em tính vậy nè, hay mình mở rộng quán đi, sáng nay thấy khách chờ tội nghiệp quá. Cậu cũng có máu kinh doanh quá ha. À, quyết định gì đi ha. Chiều nay em chở chị ra chợ mua một số bàn ghế về. Với lại em nghĩ chắc phải thuê một mặt khác đi, chứ bán lại đường này mất vệ sinh quá. Tôi cũng thấy vậy đó. Nhưng mà cái này đợi bà về hỏi ý kiến bà đi. Cậu có nghe nói chừng nào ông xuất viện không? Mà cuối cùng là ông bị bệnh gì vậy cậu? Bác sĩ chẩn đoán ba em bị ung thư máu. Trời ơi, ung thư máu là dễ chết lắm đó. Chết cha, ông về rồi, giờ làm sao cậu? Sao cậu? Tụi bay làm cái gì vậy hả? Tụi bay coi tao đã chết rồi phải không? Tao kêu là dẹp cái quán này, tại sao tụi bay không nghe lời tao? Ba, nhà mình bán bánh canh, có gì là xấu đâu ba. Tao nói mà tụi bay không nghe lời tao, tao đập hết cái quán này cho tụi bay coi. Ba quá đáng lắm. Ba biết mọi người làm cái này là vì cái gì không? Là vì ba đó. Nếu ba muốn, ba phá hết công sức của mọi người đi. Con à. Trời ơi. Cậu ơi, từ từ đi, dù gì cũng ba của cậu. Ba vừa mới đi bệnh viện về đó con. Đừng làm cho ba giận nữa. Chị Mười dọn dẹp đi, để em nói chuyện với ba em. Bà ơi, đừng có buồn nữa nha bà. Thôi vô nghỉ đi bà. Ba, con muốn nói chuyện với ba. Ba không có gì để nói với con hết, trừ khi nào ba chết. Rồi con muốn làm gì thì làm. Ba, lâu lắm rồi con có cảm giác ba không có tồn tại trong cái nhà này. Ba đi đi về về như một cái bóng vậy đó. Ba không biết cảm xúc mọi người nghĩ gì về ba. Ba không cần biết mọi người như thế nào hết. Cứ hàng tháng ba quăng cho mày cục tiền vậy là đủ hả ba? Con coi cái nhà này còn thiếu cái gì nữa. Ba, có bao giờ ba tự đặt câu hỏi với chính bản thân mình chưa? Ba cặp kè gái gú, mẹ biết con cũng biết,
ba tụ tập nhậu nhẹt hàng đêm á, cả nhà này đều biết hết. Ba nhậu nhẹt. Có bao giờ tự hỏi tại sao mày làm như vậy? Mày làm như vậy là vì cái gì? Là vì muốn níu kéo cái nhà này, nếu không thì nó nát hết đó ba. Con đang hổn với ba đó. Con không hổn với ba. Con chỉ muốn ba biết rằng mọi người làm cái này là tất cả vì ba thôi. Là vì sức khỏe của ba. Con dám chắc rằng một khi ba mình ngã xuống, những câu bồ nhí của ba, những người bạn nhậu của ba có đến thăm ba thường xuyên không? Hay chỉ có con và mẹ chăm sóc cho ba? Có bao giờ ba bắt gặp mẹ đứng ở ngoài lan can chờ ba về để chạy xuống mở cổng cho ba, để được thấy chồng mình về nhà an toàn đó ba? Ba có biết là mẹ đau đớn khổ sở như thế nào khi chứng kiến ba với nhân tình vô khách sạn đó ba? Đến bây giờ ba bị ung thư máu đó, nhưng chỉ có mẹ, mẹ là người chăm sóc cho ba, vực dậy tinh thần cho ba đó. Con muốn ba hiểu rằng tất cả mọi người làm ở đây là làm gì cái gì? Là vì ba đó ba. Anh Long, anh kêu em ra đây hơn nửa tiếng đồng hồ rồi, chẳng lẽ chỉ để ngồi nhìn anh và uống nước thôi sao? Hồi nãy anh với ba anh vừa cãi nhau, anh tức quá nói bệnh của ba anh cho ba anh biết luôn rồi. Đáng lẽ anh không nên nói ra, nhưng ngặt một nỗi ba anh lúc nào cũng gia trưởng quát nạt mọi người, thiệt là nản quá. Anh Long, em nghĩ là anh đừng có nóng vội như vậy. Có khi nào do ba anh bực bội quá cho nên là mới như vậy không? Hay là giờ vậy nè, em nghĩ là anh với mẹ anh đừng có thái độ với ba anh như vậy nữa. Mà mẹ anh đã quen, bà ấy cam chịu quen rồi. Hôm nay về nhà ba anh đập phá đồ đạc lung tung hết. Ba anh đâu có hiểu, mẹ anh mở quán ăn là để kiếm đồng ra đồng vô chữa chạy cho ba anh. Từ trước tới giờ mẹ anh có được làm gì đâu, chỉ ở nhà chăm sóc chồng con thôi. Em hiểu cảm giác của anh, nhưng mà em nghĩ là anh nên kiềm chế cảm xúc của mình lại. Vì bác trai đang bị bệnh, bác trai rất cần anh và mẹ anh trong những lúc như vậy. Alo. Khánh Hòa hả con? Mẹ hả? Em nhập viện rồi con ơi. Về liền nha con. Mẹ nói sao? Mẹ và nhắc Khánh đang ở đâu? Nhanh nha con. Dạ con tới liền, con tới liền. Có chuyện gì vậy em? Nhà Khánh bị té cầu thang rồi anh ơi. Hả? Bây giờ em phải vô bệnh viện đây. Để anh chở em đi. Mình đi em. Chị ơi, cho em hỏi phòng cấp cứu nằm ở đâu vậy? Chị đi thẳng hướng đó là tới dạ, rồi. Dạ, cảm ơn chị. Mẹ! Con! Nhã Khanh đâu mẹ? Em con nó đang nằm ở trong đó. Mẹ không biết sao nữa. Em Khanh bị sao vậy bác? Nó bị từ cầu thang té xuống. Rồi bác sĩ họ có nói làm sao không? Bác có hỏi, mà bác sĩ nói cứ ngồi đây chờ. Chắc họ cũng đã có kết quả rồi. Gia đình mình đừng quá lo lắng nha.
Ba, nhà Khanh có sao không ba? Ba cũng không biết nữa, nhưng mà chắc không sao đâu. Alo, Văn hả? Tôi Long đây. Tôi đang có việc nhờ ông nè. Ờ, chuyện gì vậy Long? Tôi đang có người nhà cấp cứu ở bệnh viện ông làm nè. Anh Văn, em của em có sao không anh? Con tôi sao rồi bác sĩ? Con tôi sao rồi? Bệnh nhân đã được kiểm tra. Khi nào có kết quả mới, tôi sẽ báo cho người nhà biết. Long, tôi cần nói chuyện với cậu một chút. Mình đi nha. Ờ. Chào bác. Làm sao bây giờ ông ơi? Sao rồi Giang? Tình hình coi bộ không ổn chút nào hết. Em của em sao rồi anh Giang? Khanh bị chấn thương sọ não rất là nặng. Máu tụ trong não. Bệnh nhân đang hôn mê. Tình hình rất phức tạp. Vậy phải làm sao? Mình sẽ cùng ekip sẽ tiến hành họp ekip mổ để mổ não gấp. Nhưng mà cậu phải thật bình tĩnh nha. Mình sẽ cố gắng hết sức của mình. Nhất là em đó Khánh Hòa. Em phải thật bình tĩnh để là chỗ dựa vững chắc cho cả nhà của mình. Dạ. Cảm ơn cậu nha. Mình đi nha. Không sao đâu. Em bình tĩnh đi rồi sẽ qua khỏi mà. Con, bác sĩ nói em sao rồi hả con? Con nói cho bác nghe đi, con đừng có giấu bác nữa. Bác à, em Khanh bị chấn thương sọ não, bị tụ máu bầm, con đã nhờ bác sĩ mổ rồi. Mẹ, bác mẹ yên tâm ơi. Đi, rồi sẽ qua khỏi mà. Mẹ ơi, bác. Mẹ. Bác mẹ à. Ơi, mẹ bình tĩnh đi mẹ. Bác. Mẹ ơi, mẹ. Sao phải mổ? Mẹ ơi, con ơi. Hòa, em phải mạnh mẽ lên. Em phải là chỗ dựa cho cả gia đình đó. Em mà cứ như vậy á, mẹ em sẽ gục ngã mất. Anh đã nhờ bác sĩ của bệnh viện chăm sóc kỹ càng, không sao đâu. Em bình tĩnh đi. Nhưng mà anh Văn nói vậy em sợ quá. Có sao không anh? Không sao đâu, em yên tâm đi. Anh luôn bên cạnh em mà. Để anh đi coi tình hình thế nào nha. Mẹ, mẹ bình tĩnh đi. Mẹ ơi, mẹ nghe con nói nè. Mẹ nghe con nói đi. Mẹ bình tĩnh đi. Bác sĩ sẽ làm hết khả năng mà. Dạ Khanh sẽ không sao đâu mẹ. Lỗi tại mẹ. Nếu mà mẹ để ý tới em con thì đâu có đến nỗi. Mẹ ơi, chuyện đã xảy ra rồi. Mẹ đừng có tự dằn vặt mình nữa. Con tin á, là ông trời sẽ thương Nhã Khanh mà. Mẹ yên tâm đi, không có sao đâu mẹ. Nhưng mà liệu cứu được em không con? Được, được mà mẹ. Sẽ qua hết thôi mẹ. Buổi chiều hôm ấy, cả mẹ và tôi phải hứng chịu một trận sỉ giả không thương tiếc của hai người đàn bà ấy. Họ xông vào nhà, lôi mẹ và tôi ra khỏi lão cha dượng, rồi dứt hết đồ đạc cá nhân ra khỏi nhà. Kệ ông đi con, cứ ăn đi. Mấy người riết coi tôi đâu ra giống ông gì. Ăn cơm của công thầy mời tôi. Ông vừa phải thôi nha. Tôi nhìn ông mấy chục năm nay rồi, ông còn muốn cái gì nữa hả? Còn nhìn nhau thì làm được gì nhau hả? Mẹ, ông làm cái gì vậy? Nguyễn, con sang khỏi nhà tao. Ông đánh mẹ tôi. Mẹ, cái sang khỏi nhà tao. Mẹ tôi ra. Con sang khỏi nhà tao. Mẹ tôi ra. Mẹ tôi ra. Bữa nay muốn trả chiêu hả? Theo ơi, theo. Hiểu. Theo. Đi ra. Trời ơi,
Vợ thì giết chồng, con thì giết cha. Hôm nay tao mới chứng kiến được hai mẹ con mày đó giết chồng mày để lấy nhà, phải không? Trời ơi, con ơi, Thiệu ơi là Thiệu, mày sáng mắt mày chưa chứ? Mày lấy vợ mà nó đã có chữ quan như vậy đó, bây giờ nó đè đầu cởi cổ mày, mày thấy chưa?